Này 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 này, sao dạo này Sơn Lâm có những cái biểu hiện bất thường, không hiểu là đang chơi bộ môn gì. Trong cái dáng này có vẻ đang phân loại rác. À, cái phân rác mà tự hủy không tự hủy gì. Phân loại rác là thế nào? Đang một cái trên ba túi ni lông như này. Đấy, 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 đấy. Tóm lại là đang tập. Tập thế này để làm cái gì? Đang có cái trend ba cái túi ni lông này trên pop pop bên này, mình tập thì có mà lập kỷ lục chứ lì. Hả? Cái gì á? Đúng rồi. Lập kỷ lục á? Đúng. Thưa quý vị, hôm nay hãy nói về những kỷ lục. Bây giờ đầu tiên phải nói thế này, tại sao người ta lại luôn thích, luôn ấn tượng với những kỷ lục? Bởi vì đơn giản người ta thích cái nhất, cái gì nhất là thích. Cho nên là nếu như mà trong những cái phần giới thiệu ấy, mình thả được cái nhất vào đấy phát là y như rằng nó là một cái thứ rất là thu hút luôn. Ví dụ cuối năm đang được sale đúng không? Người ta bảo là được sale này là sale kích sàn, sale khủng nhất luôn. Thế là y như rằng mọi người sẽ đổ cái ánh mắt của người ta vào đấy, cái sự chú ý của người ta vào đấy. Bạn ơi, tự nhiên nói đây tôi lại thấy là chúng ta hơi bị phí phạm bản thân đấy. Tại vì tôi nghĩ là ít nhiều thì chúng ta cũng có một cái chút tài năng gì đấy để kiểu dạng như là trong một cái môi trường hay là trong một cái phạm vi nào đấy mình cũng có thể nhất mà được, đúng không? Yeah, cho nên là ví dụ như giới thiệu ba MC của chương trình ngày hôm nay đúng không? Là mình giới thiệu bình thường sẽ nói rằng là thưa quý vị, lướt trên VTV Go ngày hôm nay có ba MC dẫn là Việt Hà, Huyền Trang và Sơn Lâm. Nhưng không, bây giờ mình thả thêm những cái nhất của ba MC vào là nó hú hồn ngay. Thử như thế này, xin mời. Thưa quý vị, bà con, cô chú, các anh chị, các em thiếu nhi thân mến, 20 giờ đêm nay, đêm duy nhất trên VTV3, lướt trên VTV Go sẽ được giới thiệu bộ ba MC ăn khách nhất hiện nay cùng ba cái độc đáo có 102. MC Huyền Trang, MC nữ nam tính nhất đài truyền hình Việt Nam, người sẵn sàng hóa thú để dẫn mọi kịch bản giật gân ly kỳ. MC Việt Hà, MC nữ hát hay nhất đài truyền hình Việt Nam, người sẵn sàng phá vỡ mọi nguyên tắc nhịp phách rộng rộng. Nếu muốn nghe hát mà như xem xét mạo hiểm, quý vị không thể bỏ qua đêm diễn của Việt Hà ngày hôm nay. Và cuối cùng, MC Sơn Lâm, MC nam nhí nhảnh nhất đài truyền hình Việt Nam, với phong cách trời còn sáng là còn chính luận, tối lên đèn là Lâm lột xác. Xin trân trọng kính mời, kính mời và kính mời. Đấy quý vị thân mến, với những cái nhất mà chúng tôi gọi là tự cảm thấy chúng tôi có được, biết đâu ba anh chị em chúng tôi nhóm nhạc Hà Trang Lâm lại lập lên được một cái kỷ lục là doanh thu cao nhất này, hay là kỷ lục là có nhiều người xem nhất này, hay là biết đâu có một cái kỷ lục độc lạ nào khác thì sao. Nhưng mà mọi người để ý không, khi mà nhắc đến những cái kỷ lục ấy, thông thường ấy, một cái kỷ lục khi mà lập ra ấy, nó đều mang theo một cái mục đích gì đó, như là một cái thông điệp mà người ta muốn được gửi gắm ở đằng sau đó. Nhưng mà em thấy là cũng có khá nhiều kỷ lục được tạo ra mà nó cũng chẳng có mục đích gì cả. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Ví dụ như kỷ lục kéo sợi phô mai dài nhất chẳng hạn. 120kg phô mai được đun nóng giữa cánh đồng. Rồi các chuyên gia về phô mai và phi công trực thăng đã phải dành cả tháng trời để họp bàn lên kế hoạch cho màn lập kỷ lục này. Kết quả là sợi phô mai được kéo dài hơn 14,9m so với mặt đất. Và nhá, mọi người để ý xem cái việc mà kéo cái sợi phô mai lên cao hơn 14m như thế. Cái kỹ thuật lái của người phi công rất là quan trọng trong cái việc lập kỷ lục này. Không tin thì mọi người thử để ý mà xem. Cùng một loại phô mai nhá. Mà mình những cái tay người kéo khác nhau là nó đã khác nhau rồi. Nhưng mà mình cũng thử và như là một cuộc thi thôi, trong ba người xem là ai có thể kéo được sợi phô mai dài nhất. Biết đâu sau đây với Tam Ca chúng em, với cái trend này chúng em sẽ lại làm sống lại cái trend bánh đồng xu trên mạng xã hội, và bây giờ mọi người cho là nó đã bị dập tắt rồi, nhưng không, nó vẫn còn có sức sống ở đâu đó. Mời bánh đồng xu. Xin cảm ơn. Và trước khi mà chúng ta thực hiện thử thách thì tôi sẽ đưa ra luật như sau. Hà Trang Lâm mỗi người sẽ được gửi tặng một chiếc bánh đồng xu phô mai rất là thơm ngon này, và mỗi người chỉ được một lượt cắn duy nhất, được sử dụng miệng và tay để tác động làm sao để kéo sợi phô mai càng dài càng tốt. Kết quả ai kéo được sợi phô mai dài nhất người ấy là người chiến thắng. Thử thách bắt đầu. Sao bên này toàn bị đứt nhỉ? Vâng. Xin lỗi quý vị vì chúng tôi vừa ăn mà lại vừa nói, có thể là hơi mất lịch sự một chút, nhưng mà tôi phải dừng lại cái khoảnh khắc này ngay, bởi vì rõ ràng luật chúng tôi đưa ra là cắn một lần. Nhưng mà đúng, tôi chọn nhầm cái chỗ này, nó nhiều bánh nên là nhiều. Đấy là do bạn kém, là do kỹ năng, là do kỹ thuật, là do tư duy bạn kém. Nhưng mà đây lần đầu tiên tôi ăn công nhận bóng
Lần đầu tiên tôi ăn hay công nhận là bánh này là ngon. Nhưng mà tôi vẫn phải khẳng định là tôi ngày hôm nay là người chiến thắng. Ok. Chúc mừng Trang. Ok. Nãy giờ mình cứ nói là lập kỷ lục để PR, lập kỷ lục để PR nghe nó hơi tiêu cực của truyền thông nhỉ. Nghe nó chiêu trò quá. Thực ra tôi nghĩ rằng là lập kỷ lục cũng xứng đáng để được nhắc tới đấy chứ. Bởi vì có phải dễ đâu mà lập được một cái kỷ lục. Đúng, đúng rồi. Em thấy là người ta phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra này. Có một danh sách các điều kiện tiêu chuẩn thì mới được các tổ chức như kiểu tổ chức Guinness người ta ghi nhận cái kỷ lục đấy. Ai cũng nhắc đến là Guinness. Nhưng mà tôi hỏi thật, ngay cả Sơn Lâm Việt Hà các bạn đã hiểu như thế nào là Guinness chưa? Nói thật là tra Google rồi nhưng mà tôi không tìm ra được cái nguồn gốc của cái Guinness đấy nó là như nào. Một lần nữa tôi lại khẳng định rằng là trong cái số ngày hôm nay hai người bạn của tôi đều là những người thiếu trải nghiệm và chưa thực sự là sáng suốt đấy. Nhưng phải là tìm tòi, nhiều khi ấy, không phải cái gì chúng ta tìm được ở trên Google đâu, mà phải đến với VTV Go, VTV Show mới có được câu trả lời đích đáng. Hay quá. Họ tên? Họ tên? Họ tên? Cháu là Nguyễn Công Vượng ạ. À. Đấy, trích ngang đấy. Khổ lắm, tôi ghi tên cậu vào sổ Guinness. Guinness là cái gì? Chuyện lạ thôn tôi. Guinness là cái gì mà không biết à? Ôi giời ơi, ghi là ghi, nét là nét. Guinness tức là quyển sổ ghi những người làm những cái việc rất nét, nét căng luôn. Như cái xe của cậu, con ô tô này của cháu. Cậu làm cái việc mà không ai làm được như thế. Thì bác ghi luôn vào đi, rồi. Bác ghi luôn vào cho cháu đi. Thực ra là những cái điều mà tôi vừa đưa ra nó chỉ là một cái dẫn chứng nó vui vui thôi. Nhưng mà quay trở lại với kỷ lục Guinness ý, thì rõ ràng là tất cả những kỷ lục tại Guinness ý, khi mà được xác lập ý, thì đều phải xem xét cái ý nghĩa thông điệp mà kỷ lục đó truyền tải. Đúng, cho nên là với những cái việc làm thông thường mà chúng ta làm hàng ngày thôi chẳng hạn, nếu như chúng ta làm nó theo một cách khác, một cách độc đáo chưa ai từng làm và kèm theo đó là những thông điệp ý nghĩa, thông điệp càng sâu sắc càng ý nghĩa càng tốt, thì cái việc làm đó của chúng ta đôi khi nó có cơ hội để được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Ví dụ như là việc nấu bếp chẳng hạn, ai chẳng nấu bếp đúng không quý vị? Nhưng nếu mà làm như sau này là mình có thể được ghi vào sách kỷ lục Guinness về nấu bếp. Giữa năm qua thì một người phụ nữ Nigeria đã lập kỷ lục nấu ăn liên tục trong 100 tiếng đồng hồ. Tất nhiên là có nghỉ xen kẽ 5 phút mỗi tiếng. Thông điệp mà người phụ nữ ấy truyền tải đó là hãy chăm chỉ. Nhân tiện chúng ta cũng đang nhắc đến là nấu ăn thì em thấy riêng ẩm thực Việt Nam chúng ta không cần phải nấu đến 100 tiếng đâu mà bản thân nó cũng đã là một kho kỷ lục rồi. Năm danh hiệu cho ẩm thực Việt Nam vừa được Liên minh Kỷ lục Thế giới Workings xác lập đó là quốc gia sở hữu nhiều món ăn sợi và nước dùng nhất thế giới với ghi nhận 164 món và tiếp tục cập nhật. Quốc gia sở hữu nhiều loại mắm nhất với hơn 100 loại và có các món ăn chế biến từ mắm. Quốc gia sở hữu nhiều món ăn chế biến từ hoa nhất thế giới, 272 món làm từ 43 loại hoa khác nhau, 103 loại món cuốn khác nhau với cách chế biến và kết hợp thành phần hương vị phong phú đã giúp Việt Nam trở thành đất nước sở hữu nhiều món cuốn nhất thế giới. Và Việt Nam còn là quốc gia sở hữu nhiều món ăn làm từ bột gạo nhất thế giới, 143 món được ghi nhận mang đủ hương vị, phong cách chế biến khác nhau. Đấy, thông qua những cái câu chuyện mà chúng ta vừa liệt kê ra ấy, ta thấy rằng là có rất là nhiều cái lý do để lập nên những cái kỷ lục. Có những kỷ lục thì cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa lắm, nhưng có những kỷ lục thì lại truyền tải rất là nhiều những cái thông điệp lan tỏa đến nhiều người, đến xã hội. Nhưng mà một trong những cái lý do để tạo nên một cái kỷ lục dành cho ai đó ấy, đôi khi là nó chỉ phục vụ bản thân mình thôi. Người ta muốn rằng là khẳng định bản thân, người ta muốn phá vỡ cái giới hạn của riêng người ta. Trên sóng của VTV ấy, thì chúng tôi, đặc biệt là trong Chuyển động 24 giờ thì chúng tôi có một cái mảng đề tài gọi là trò chuyện cuối tuần. Thì ngày trước khi mà tôi làm trò chuyện cuối tuần là rất hay có cơ hội được gặp gỡ với những người lập kỷ lục tại Việt Nam. Và mới phát hiện ra một điều chung của họ, đấy là thường ấy, họ đều có một cái khả năng, một cái kỹ năng đặc biệt nào đấy được tôi rèn, có thể là qua công việc thường ngày hoặc là qua cái sở thích của họ, hàng ngày họ chui rèn cái kỹ năng đấy. Và sau đấy đến một ngày, đến một cái mức độ nào đấy họ cảm thấy rằng họ thành thục cái kỹ năng ấy rồi. Thì họ bắt đầu làm một cái điều gì đấy làm cho mọi người bất ngờ về kỹ năng đấy. Em cũng có liên tưởng đến một ví dụ, đó là một cụ bà năm nay đã phải 80 tuổi rồi. Nhưng mà tập yoga dưới nước. Tập yoga như vậy, tập yoga dưới nước á? Và lập kỷ lục nhá. Với cái việc tập yoga dưới nước, tôi cũng bất ngờ với cái ví dụ này. Mời quý vị cùng theo dõi. 60 tuổi học bơi, 62 tuổi học yoga trên cạn, đến 70 tuổi bắt đầu tập yoga dưới nước, và 8 năm sau xác lập kỷ lục là người cao tuổi nhất có khả năng thực hiện lần lượt 8 tư thế aqua yoga và xoay liên tục dưới nước 80 vòng. Đó là câu chuyện của cụ bà Phạm Thị Ngọc Cầm, người đã vượt qua giới hạn của bản thân để theo đuổi đam mê thể thao ở độ tuổi U80.
việc nổi trên nước không phải là chuyện khó với nhiều người. Tuy nhiên, vừa nổi vừa thực hiện các tư thế yoga là điều không dễ dàng. Tuy vậy, bà Cầm có thể thực hiện rất nhiều động tác yoga dưới nước. Không dừng lại ở đó, bà còn tập luyện các tư thế xoay vòng dưới nước liên tục. Động tác này rất khó bởi dễ gây chóng mặt trong lúc thực hiện. Ấy vậy mà bà Cầm ở độ tuổi 78 đã thực hiện liên tục 80 vòng và trở thành kỷ lục gia Việt Nam. Khi mà xem lại hình ảnh của cụ bà mà tập yoga dưới nước thì tôi thực sự là đôi khi những người trẻ chúng ta cảm thấy rất là nể phục. Mình chưa cần biết là cái kỷ lục mà họ đạt được như thế nào, nhưng mà rõ ràng là khi mà nhìn vào đây chúng ta thấy luôn được một cái thông điệp. Đấy chính là dù ở bất kể độ tuổi nào, thể trạng ra sao thì hãy cố gắng luyện tập duy trì, đặc biệt là luyện tập thể dục thể thao để tốt cho sức khỏe của chúng ta, đúng không? Mà nhắc đến thể dục thể thao thì chắc chắn phải kể đến đó là các vận động viên. Và với các vận động viên thì cái việc lập kỷ lục ấy, em nghĩ nó không chỉ là cái khát khao, cái mong muốn ẩn sâu trong lòng của họ, mà nó còn là công việc, là nhiệm vụ mà người ta đặt ra và người ta phải hoàn thành. Đúng thật là đôi khi là họ là phải đạt được những cái điều đấy, nó giống như là những nhiệm vụ, nhưng mà bên cạnh sâu xa ấy thì đôi khi nó cũng là sứ mệnh. Để khi mà họ đạt được những cái điều như vậy rồi, họ cũng sẽ là một cái minh chứng để lan tỏa về cái sự nhiệt huyết, về cái đam mê, về cái quyết tâm của họ dành cho những người kế cận hay là những người mà cùng yêu thích niềm đam mê xung quanh. Từ cái câu chuyện của các vận động viên này thì tôi liên tưởng đến một cái câu hát của nhạc sĩ ca sĩ Hứa Kim Tuyền: người ước mơ giờ chắp cánh cho người sắp ước mơ. Đấy là một cái sự tiếp nối đấy, đúng không? Không phải là đôi khi chúng ta không chỉ là đơn giản là lập nên một kỷ lục nào đó, nhưng những người ấy, người ta nhìn vào cái kỷ lục đó, người ta sẽ được thôi thúc nhiều hơn hướng đến những kỷ lục khác, có thể là cao hơn. Đúng vậy. Rồi cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa, người ước mơ xa đã chắp cánh người sắp ước mơ. Thưa quý vị, câu hát là người ước mơ giờ đã chắp cánh cho người sắp ước mơ. Đó cũng là một câu hát rất là xúc động, gắn liền với hình ảnh gần đây của một nữ vận động viên mà chắc chắn quý vị đã rất là quen rồi. Đó là bạn Nguyễn Thị Oanh. Người ta vẫn nói là nữ hoàng điền kinh Việt Nam với những cái kỷ lục rất tuyệt vời, những hình ảnh rất truyền cảm hứng mà bạn ấy đã lập được từ những năm 2019 đến nay ở rất nhiều những giải đấu quốc tế. Hiện giờ thì Nguyễn Thị Oanh đang trong hai danh sách đề cử của VTV Awards. Một là gương mặt trẻ triển vọng, và thứ hai là những hình ảnh lan tỏa của hai hạng mục của VTV Awards năm nay. Bên cạnh đó, ít ngày vừa qua, chính Nguyễn Thị Oanh cũng đã vừa được vinh danh ở giải thưởng là Thanh niên sống đẹp 2023. Và trên sân khấu vinh danh Thanh niên sống đẹp ấy thì bạn ấy cũng đã chia sẻ cái ước mơ của mình và cái mong muốn được lan tỏa ước mơ ấy, lập những kỷ lục mới đến với lứa đàn em của mình. Ngay từ thời điểm bây giờ khi mà em vẫn đang tập luyện và thi đấu thì em vẫn luôn luôn đồng hành cùng các bạn vận động viên trẻ để các bạn có thêm vững tin hơn vào sự lựa chọn của mình. Các bạn có một lý tưởng cao đẹp cho công việc, cho ước mơ mà các bạn đang lựa chọn. Và em mong muốn rằng là sau này khi mà mình kết thúc công việc tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao thì em sẽ tiếp tục với ước mơ, với đam mê, với nhiệt huyết của mình, với công tác tuyển chọn và đào tạo các vận động viên trẻ. Qua đó sẽ đóng góp một những nguồn năng lực, những vận động viên triển vọng cho sự nghiệp thể thao của Việt Nam nói chung và bộ môn điền kinh nói riêng ạ. Chắc chắn là khi nói về một vận động viên thi đấu đỉnh cao ấy thì kỷ lục là điều mà họ rất là mong muốn. Nhưng mà nói rằng là hàng ngày hàng giờ họ nghĩ về những kỷ lục, họ hướng tới những kỷ lục thì cũng chưa chắc đâu. Bởi vì thực ra kỷ lục ở đây nó chỉ là một cái kết quả kéo theo thôi, như là với bạn Oanh chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng hàng ngày hàng giờ điều mà bạn ấy luôn tâm niệm đó là tôi phải cố gắng hết sức trong từng phút, từng giờ tập. Và cuối cùng những cái kỷ lục lập được, những cái thành tích tuyệt vời đó nó chỉ là một cái thứ kéo theo sau rất nhiều những giờ, những phút tập luyện chăm chỉ của bạn ấy mà thôi. Em nghĩ là ở trong các game show của VTV cũng thế đấy. Khi mà tham gia một cái game show ấy thì người chơi sẽ chủ yếu là cố gắng làm sao để có thể đạt được cái chiến thắng thôi. Nhưng mà nhiều lúc trong một số trường hợp thì người ta lại vô tình đạt được một số các kỷ lục. Và chúng ta hãy cùng xem là có những kỷ lục nào trên game show của VTV nhé. Game show trên sóng VTV thì luôn là điểm hẹn quen thuộc của nhiều khán giả. Trong số những game show quen thuộc thì có một game show đã trở thành điểm hẹn suốt 24 năm qua. Và cũng là chương trình có tuổi thọ lớn nhất của VTV đến thời điểm hiện tại. Và đó chính là Đường lên đỉnh Olympia. Lên sóng lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 3 năm 1999, 24 năm là 24 mùa Olympia. Chương trình đã trở thành sân chơi bổ ích của nhiều thế hệ học sinh trên khắp cả nước.
ngay trong đường lên đỉnh Olympia thì cũng có hàng loạt kỷ lục vô cùng ấn tượng. Và trong đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 đang diễn ra, 2 tuần trước thôi, nữ sinh này đã lập kỷ lục lần đầu tiên trở thành thí sinh của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, dẫn đầu cả 4 phần thi. Và tất nhiên, vòng nguyệt quế là dành cho em. Và như vậy, Linh Chi là người giành được vòng nguyệt quế của cuộc thi ngày hôm nay với 240 điểm. Trên kênh YouTube VTV Show tuần qua thì đây là một trong những video có lượt xem cao nhất và đó chính là tập 8 của Có Hẹn Cùng Thanh Xuân. Nếu coi lần đầu tiên cũng là một kỷ lục thì Có Hẹn Cùng Thanh Xuân chính là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho người cao tuổi. Những ông bà bạn cực chất trong chương trình với nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực đã mang đến những khoảnh khắc vô cùng thú vị tới khán giả. Good morning! Namaste! Chào buổi sáng mọi người vui vẻ! Mọi người có thể nói chào buổi sớm được không? Bởi vì là sáng là tên bố anh. Em xin lỗi. Tôi làm lại là chào buổi sớm mọi người. Cảm ơn Hà. Xin được cảm ơn những tổng hợp hết sức là thú vị đến từ các game show. Nhưng mà Hà thân mến, bên cạnh game show ấy thì ở trên VTV của chúng ta thì nhắc đến lĩnh vực phim ảnh cũng có rất là nhiều những kỷ lục thú vị. Thật ra thì như này không phải là các nhà làm phim, các đạo diễn hay là biên kịch người ta cố tình tạo ra những kỷ lục trong một bộ phim ở đấy đâu. Mà đôi khi ấy là thông qua trải nghiệm, qua quá trình diễn xuất với những vai diễn thì các diễn viên lại có những kỷ lục cho riêng mình. Tôi biết. Ví dụ đi. Một anh diễn viên này lập kỷ lục luôn. Chính là anh Việt Anh. Theo bạn thì anh Việt Anh thì sẽ có kỷ lục gì? Kỷ lục ấy lên báo mà, nổi tiếng mà, chắc là nhiều người mà hâm mộ anh Việt Anh search cái từ là diễn viên Việt Anh để nhìn thấy ngay tít báo này. Tức là gì? Nam diễn viên được hôn nhiều nhất VTV. Việt Anh đóng tất cả với bao nhiêu bạn nữ? Ui, câu này khó quá bởi vì đếm ngay không thể nhớ được, nhưng mà hơn 10 bạn nữ rồi. Câu hỏi tiếp theo ạ, Việt Anh đã đóng bao nhiêu cảnh hôn ạ? Một. Người nào đóng bạn nữ là có cảnh hôn. À đấy ạ, công nhận là tôi thì cũng đã có cơ duyên để đi đóng phim với anh Việt Anh một vài những cái bộ phim rồi. Hôn chưa? Này thì tự hôn chưa? Người ta nói ra cái câu đấy thì có thông điệp ý đồ muốn truyền tải đấy. Thế nhưng mà ngoài anh Việt Anh ra thì còn một nam diễn viên nữa mà anh này còn xác lập 2 kỷ lục cơ. Như anh Việt Anh thì chỉ là một kỷ lục thôi. Nhưng mà diễn viên này cũng nam đẹp trai trẻ. Đấy chính là diễn viên Trọng Lân, một người mà tôi cũng đã từng đóng cùng rồi. Kỷ lục của Trọng Lân mang đến thì lại khác hoàn toàn và rất buồn cười. Đấy chính là kỷ lục đầu tiên, diễn viên có nhiều người yêu cũ xuất hiện nhất trong một tập phim. Một tập phim mà lại nhiều người yêu cũ xuất hiện nhất. Chưa hết, một trong những kỷ lục mà có thể là bây giờ quý vị khán giả nào mà theo dõi các phim truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam ấy thì cũng đã biết về kỷ lục này rồi, đó là nam diễn viên bị ăn tát nhiều nhất trên sóng truyền hình. Để tôi trả anh cả vốn cả lãi nhá. Hiện tay với anh là khớp vợ mà nhở. Thưa quý vị, nói về kỷ lục nghe nó xa xôi chứ thực ra mỗi ngày mới chúng ta có thể lập một kỷ lục mới, đó là hãy vượt qua chính mình của ngày hôm qua, tự tin ắt sẽ tỏa sáng như chúng tôi đây này. Quý vị, tới đây là những phút cuối cùng của lớp trên VTV Go rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mong rằng là những thông điệp vừa rồi đã chạm đến trái tim của quý vị một lần nữa. Hãy cùng chờ đón những thông điệp của lớp trên VTV Go.